Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, vừa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan đường dây khai thác cát lậu lớn nhất địa phương này. Ông Bình bị cáo buộc can thiệp chỉ đạo giúp công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cơ quan điều tra xác định hành vi này giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại tài sản nhà nước. Ông Bình 59 tuổi là tiến sĩ giáo dục, từng công tác trong ngành giáo dục An Giang, giữ chức giám đốc sở giáo dục và đào tạo. Ông sau đó làm bí thư thị ủy Tân Châu, rồi phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng năm 2019, ông Bình làm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.